lặng thì có nghĩa là đang hèn nhát. Anh móng chân không có sơn nha. Móng chân chưa sơn nha. Anh có làm đẹp không? Có làm đẹp cho mày. Hay là đang vì để kiếm những cái đồng tiền đó nên là cố gắng hèn nhát bỏ qua đi cái tôi của mình. Những tiếng không nghĩ như vậy, nghĩa là các anh thật sự là đang kính nghiệp với cái nghề của mình. Một khi hai anh bước lên bục là hai anh đứng đúng là như bức tượng luôn. Và tôi nghĩ đó là một cái điều đáng khen. Im lặng đúng lúc nó cũng là một cái điều hay hơn, chứ không phải im lặng lúc nào cũng là hèn nhát.